Dạ. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube Lee Sibon Moto. Thì hôm nay em là Trung, thì em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị khi mà mình đi coi xe, mình biết được cái xe nào là SH Nhật và xe nào là Việt Nam mẫu Ý, tức là xe nhập khẩu máy móc phụ tùng nhưng mà lắp ráp tại Việt Nam ha. Thì đầu tiên em có con xe, xe em cũng còn khá là nhiều, vừa SH Việt Nam và SH SH Việt Nam ba cục, SH Ý luôn nha quý anh chị, kể cả SH Việt mẫu mới. Thì các anh chị, quý anh chị sành SH thì cũng đã biết là cuối năm 2009 thì Honda chính thức lắp ráp mẫu SH 125i tại Việt Nam. Thiết kế thì nó tương tự như SH bản nhập nguyên chiếc từ Italia, nhưng mà người ta gọi đó là SH Việt mẫu Ý, hay còn gọi là hàng ba cục quý anh chị ha. Sau đó thì năm 2010 Honda Việt Nam lại tiếp tục lắp ráp SH 150, gọi là hàng ba cục 150 đó quý anh chị. Thì xe này nó có từ đời 2009 đến cuối 2011 thì nó hết, chứ nó không như cái dòng mà nhập nguyên chiếc thì nó kéo dài hơn tới 2012 ha. Thì động cơ của SH Việt mẫu Ý hàng ba cục á, thì nhập từ Ý, nhưng mà cái giá của nó thì lúc nào nó cũng rẻ hơn SH nhập nguyên chiếc từ 60 đến 100 triệu. Tại vì một số anh chị cũng đã hỏi em về cái xe mà hàng ba cục với hàng lắp ráp nguyên với hàng nhập khẩu nguyên chiếc thì nó khác nhau chỗ nào. Thì thiệt ra cái hàng mà ba cục á, thì nó lắp ráp theo tiêu chuẩn Việt Nam, còn xe Ý thì nó lắp ráp theo tiêu chuẩn của Ý, nên là cái chất lượng của nó ok hơn nha quý chị. Đó là một yếu tố cơ bản thôi, còn nhiều thứ nữa mà khi mình trải nghiệm trên xe mà mình biết, nên là cái giá cả nó chênh lệch nhau khá nhiều. Rồi bây giờ em sẽ đi vào cái vấn đề chính ha. Đây các anh chị thấy đây là một chiếc SH Ý nè, đầu 105. Đây là SH Ý nè, đầu 100. Thì xe này cuối 2009 một đĩa, cuối 2009 hai đĩa. Đây cũng là chiếc SH Ý luôn, đời 2007. Thì nó có số đầu là 011 nha quý anh chị. Còn đây thì là xe 125 thì ở đầu nó là 106. Đây xe đầu 107. Đó là những xe mà đầu xe đời cũ á, đời 2009 đổ về á, thì xe nó có số đầu là 011 đổ về. Còn xe mà đời cao từ 2010 đổ lên thì số đầu nó từ cuối 2009 nó có là đầu là 100 rồi, 100, 101 rồi tới một tới ba số 1 đầu. Đó là xe Ý. Còn xe Việt Nam mẫu Ý thì đây, máy này quý anh chị có thể không thấy rõ ha. Đây quý anh chị đem dùng cái đèn flash đó quý anh chị thấy không, đây là xe, đây là cái đầu số máy đầu mà ba số đầu mà quý anh chị có thể nhận biết được xe Việt Nam hay là xe lắp ráp này, xe nhập Ý hay là xe lắp ráp này. Xe lắp ráp tại Việt Nam hay còn gọi là hàng ba cục thì có số đầu là 500 nha quý anh chị. Còn quý anh chị có thấy ký tự KF ở trên không? Thì ví dụ như xe hàng lắp ráp tại Việt Nam nhưng mà xe 125 phân khối thì nó có sẽ có chữ là GF ha. Còn nếu mà xe 150 như xe này thì có chữ KF là xe 150. Thì đó, xe Ý và xe
xe hàng ba cục á, thì mình nhìn vô số đầu thôi là mình biết liền à, là 500. Còn những cái xe mà hàng Ý á, thì 2010 nó lên cuối 2009 là nó đã là 100, 101, 102, 103 đến 11 đến 361 đầu, thì nó đã là khác biệt số máy đó rồi. Thì khi mà quý anh chị đi coi xe á, quý anh chị nhìn vào số máy là quý anh chị mới biết ha. Chứ còn nếu mà nhìn bề ngoài thì hàng ba cục nó cũng giống như cái hàng lắp hàng nhập khẩu, mình không có phân biệt được qua bề ngoài ha. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà để em chia sẻ cho quý anh chị, để quý anh chị đi coi xe mình bước vào cửa hàng mình nói chuyện với người ta, không phải là cửa hàng em hay bất kỳ cửa hàng nào khác cũng vậy. Quý anh chị bước vào cửa hàng, quý anh chị nói là hàng này ba cục phải không anh, hàng này hàng Ý nguyên chiếc đúng không anh, thì người ta cũng sẽ suy nghĩ là mình là cái người mà biết xe, thì ít có ai mà thuốc được mình. Thì có những cửa hàng mà người ta làm ăn không uy tín thì mình lên mình nói cái câu đó thì người ta cũng dè chừng mình rồi. Thì nếu anh chị cảm thấy cái này hay thì anh chị cho em một like, một comment ha. Nếu anh chị thấy hay thì cho em một like, một comment ha. Và nếu quý anh chị có thắc mắc nào khác thì hãy comment dưới giúp em ha, em sẽ giải đáp giúp quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo của Lì Xì Bò Mô Tô.